Chúng tôi rất vui mừng đã tạo ra một sản phẩm trà gừng từ củ gừng sẻ tại địa phương. Và cái gừng sẻ ở địa phương này nó khác với các cái loại gừng khác về cái mùi vị, là về cái mùi vị thì nó cay nồng và mùi thơm nồng, và cái mùi màu sắc của nó thì nó cũng khác biệt với các loại gừng khác. Và từ cái nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương thì gia đình chúng tôi đã thu mua cái nguồn nguyên liệu này của bà con nông dân để bà con nông dân có một nguồn thu nhập. Khi tham gia chương trình ô cốp mỗi xóm một sản phẩm này thì gia đình chúng tôi rất là cảm ơn đến các quý cấp chính quyền từ xã cho đến tỉnh, xã rồi huyện tỉnh đã giúp đỡ gia đình tôi có máy móc này, rồi có cơ sở vật chất để chúng tôi làm ra cái sản phẩm này. Và khi tham gia chương trình ô cốp thì chúng tôi đã tham gia các cái hội chợ lớn, ví dụ hội chợ thương mại này, rồi kết nối với đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi hội chợ Lào, thì đem cái sản phẩm này giới thiệu đi khắp mọi nơi thì được nhiều người biết đến, và khách hàng họ cũng đã tin tưởng và dùng đến cái sản phẩm này. Từ khi sản phẩm đạt ba sao ô cốp thì cái chất lượng được người tiêu dùng họ biết đến, và từ đó là chủ cơ sở chúng tôi đã sản xuất cái sản lượng được nhiều gấp đôi, gấp ba so với cái sản phẩm khi chưa được vào ô cốp.